dự án cải tạo, nâng cấp quốc lộ 31, đoạn KM2-400, KM44-900 có tổng chiều dài toàn tuyến 39,1 km qua địa bàn thành phố Bắc Giang và các huyện Lạng Giang, Lục Nam, Lục Ngạn. Dự án do Cục Đường bộ Việt Nam làm chủ đầu tư. Ban quản lý dự án 3 được giao quản lý dự án. Công trình được làm theo quy mô đường cấp 3 đồng bằng, nền đường rộng 12m, mặt rộng 11m. Dự án này gồm 3 gói thầu là: gói thầu số 10 thuộc thành phố Bắc Giang, huyện Lạng Giang, gói thầu số 11 thuộc huyện Lục Nam, Lục Ngạn, gói thầu số 12 thuộc huyện Lục Ngạn. Để có mặt bằng sạch bàn giao cho chủ đầu tư, nhà thầu thi công, Ủy ban Nhân dân tỉnh Bắc Giang đã chỉ đạo các địa phương có dự án đi qua giải phóng mặt bằng, kịp thời bàn giao mặt bằng sạch. Đến nay, các địa phương đã giải phóng mặt bằng 33,1 trên 34,8 km, đạt 95% tổng chiều dài cần giải phóng mặt bằng. Tại gói thầu số 12, đoạn chạy quay địa bàn xã Quý Sơn, huyện Lục Ngạn có chiều dài khoảng 5 km đã nhận được sự đồng thuận của người dân bàn giao sớm mặt bằng cho chủ đầu tư, nhà thầu. Địa phương đã phối hợp với lại dự án tuyên truyền cho bà con dân đồng thuận trong cái việc giải phóng mặt bằng. Thế và bà con dân cũng rất là phấn khởi khi mà tuyến đường được mở rộng để phát triển kinh tế xã hội. Thế và trong quá trình tuyên truyền thì bà con dân ủng hộ rất là cao. Đến nay thì cơ bản đã bàn giao được mặt bằng cho đơn vị nhà thầu để thi công. Hiện gói thầu số 12 đạt khối lượng khoảng 80% theo hợp đồng, để đẩy nhanh tiến độ hoàn thành phần khối lượng còn lại. Liên danh các nhà thầu đang huy động hàng trăm công nhân để thi công thảm nhựa mặt đường, cầu và rãnh thoát nước, làm 3 cam để đẩy nhanh tiến độ các hạng mục. Được sự chấp thuận của chủ đầu tư và theo cái biện pháp được đề ra thì nhà thầu thi công nhựa Bách Long, chúng tôi đã tiến hành thi công và trộn các dây chuyền thảm nhựa và polymer. Dây chuyền thi công thì đáp ứng theo đúng đủ theo tiêu chuẩn của cái thiết kế đề ra và cái công suất của cái máy thì đạt khoảng 500 tấn trên một giờ. Tốc độ thi công và cái tuân thủ cái biện pháp thi công nó ngặt nghèo một chút vì tốc độ lưu rồi thời gian lưu rồi thời gian vào nhựa quần tải thì là nó phải nhịp nhàng. Được biết, Cục Đường bộ Việt Nam đã có văn bản yêu cầu Ban quản lý dự án 3 tư vấn giám sát và các nhà thầu xây dựng lại tiến độ thi công chi tiết hàng tuần, hàng tháng, bảo đảm mục tiêu đến ngày 30 tháng 9 hoàn thành dự án. Tư vấn sát luôn bám sát hiện trường và đôn đốc theo tiến độ chi tiết hàng ngày, thực hiện công tác họp hành, báo cáo và giải quyết xử lý kịp thời các vướng mắc cùng chủ tư và nhà thầu. Theo tiến độ được lập ra và quyết tâm của các bên chủ tư, tư giám sát và nhà thầu thì đã kịp tiến độ do khai thác vụ vải của địa phương. Hiện nay, khối lượng công việc các nhà thầu cần hoàn thành trên tuyến quốc lộ 31 còn rất lớn, trong khi những khó khăn về mặt bằng vẫn tồn tại một số điểm nghẽn như tại huyện Lục Nam còn khoảng 1 km đường tại khu vực xã Chu Điện, thị trấn Phương Sơn còn hàng chục hộ dân chưa nhất trí bàn giao mặt bằng cho đơn vị thi công. Huyện Lục Ngạn còn khoảng 50m cũng chưa giải phóng mặt bằng xong do người dân chưa đồng thuận. Trước thực tế trên, các địa phương cần tập trung tuyên truyền, vận động người dân đồng thuận, bàn giao mặt bằng cho nhà thầu kịp thời hoàn thành toàn tuyến theo kế hoạch, sớm đưa công trình vào sử dụng, tạo điều kiện phát triển kinh tế xã hội địa phương.